Sáng ngày 29 tháng 4, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học thực trạng lực lượng công nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, một số sở ban ngành và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các tham luận trình bày tại hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề như vai trò lực lượng công nhân trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những yếu tố tác động đến sự biến đổi về chất lượng lực lượng công nhân trên địa bàn tỉnh, vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền lợi cho lực lượng công nhân trên địa bàn tỉnh, vấn đề việc làm và chăm lo cho đời sống công nhân. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận nhiều ý kiến, trong đó nêu vấn đề cần phân tích, làm rõ hơn chất lượng đội ngũ công nhân của tỉnh, đời sống được cải thiện ở mức nào trước thực trạng giá cả tăng cao như hiện nay, quy hoạch trong đào tạo nghề cho người lao động. Trên địa bàn tỉnh hiện đang có 3.293 doanh nghiệp và hợp tác xã, sử dụng gần 70.000 người lao động. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lực lượng công nhân trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế nhất định. Do đó, việc tổ chức thành công hội thảo sẽ là cơ sở để đề xuất tham mưu cho tỉnh những giải pháp nhằm xây dựng phát triển lực lượng công nhân trong thời gian tới.